chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay đã có cuộc viếng thăm đặc biệt của Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ là ông Joe Biden đến thành phố Vatican và viếng thăm chính thức Đức Giáo Hoàng Francis. Thì có thể nói đây là lần thứ hai trong lịch sử của nước Mỹ là có một vị Tổng thống Công giáo Catholic thăm chính thức Đức Giáo Hoàng Vatican. Thưa quý vị, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ thăm Đức Giáo Hoàng vào năm 1963 bởi Tổng thống lúc bấy giờ là John Fitzgerald Kennedy. Thì có thể nói đây là lần thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ một vị đương kim Tổng thống chính thức thăm Vatican và thăm Đức Giáo Hoàng. Thì sau cái chuyến đi này thì Tổng thống Joe Biden sẽ dự họp G20, tức là nhóm có nền kinh tế lớn nhất thế giới gồm 20 quốc gia, và sẽ có những cái cuộc gặp gỡ tiếp xúc với các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới trong cái dịp họp thượng đỉnh về G20 kinh tế. Thì chuyến viếng thăm của đương kim Tổng thống Joe Biden đã gây ra nhiều sự tranh cãi, thưa quý vị. Thì một trong những sự tranh cãi đó là trước đây đã có những phát biểu cho rằng là đương kim Tổng thống Joe Biden không nên được rước lễ, thưa quý vị, vì đã vi phạm những giáo luật của Thiên Chúa Giáo hay còn gọi là Công giáo Catholic. Thì một trong những điều đó và chúng tôi sẽ nêu ra, thứ nhất đó là vấn đề phá thai, thưa quý vị. Trong giáo luật của Thiên Chúa Giáo thì không cho phép phá thai, nhưng mà Đảng Dân Chủ và ông đương kim Tổng thống Joe Biden cho phép phá thai kể cả ở tuần thứ 20 của thai nhi, thưa quý vị. Thì đây là một cái sự đang gây tranh cãi và phản đối dữ dội ở ngay tại Hoa Kỳ này. Và vấn đề thứ hai đó là chính quyền của ông Joe Biden cho phép hôn nhân đồng tính, thưa quý vị, và công nhận hôn nhân đồng tính. Có thể nói rằng đó cũng là một trong những điều cấm kỵ của giáo luật Thiên Chúa Giáo. Thì vấn đề thứ ba là liên quan tới việc lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ là chính quyền của ông Joe Biden cho phép lực lượng vệ binh quốc gia được phép bắt giữ những người nhập cảnh lậu ở biên giới Mexico, thưa quý vị. Có thể nói đây là một cái đặc quyền rất mới được giao thêm cho lực lượng vệ binh quốc gia, tiếng Anh gọi là National Guards, được phép bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp, nhập cư lậu từ Mexico, thưa quý vị. Thì ở đây có một cái sự tranh chấp và tranh cãi về vấn đề nhân đạo, nhân quyền, vì những người nhập cư đó tuy là nhập cư lậu nhưng mà vì họ tin tưởng vào những cái lời hứa là Hoa Kỳ là một miền đất hứa, một nơi mà giàu có sung túc, vân vân, và bây giờ thì bị bắt giữ, tống giam và có thể trục xuất về lại nguyên quán. Thì có nhiều tổ chức trên thế giới có cho rằng đó là vi phạm nhân quyền, vi phạm nhân đạo, thưa quý vị. Nói chung thì quan điểm của chính quyền Hoa Kỳ cho phép là những đội biên phòng, lực lượng biên phòng được quyền bắt giữ bất cứ ai xâm nhập bất hợp pháp, không có giấy tờ hợp lệ, vân vân. Thì đó là thể hiện sự chủ quyền tuyệt đối của quốc gia Hoa Kỳ. Còn vấn đề nhân quyền, nhân đạo gì đó thì xin thưa chính quyền ông Joe Biden cho đi chỗ khác, thưa quý vị. Vì có nhiều cái vấn đề mà chính quyền cho rằng cần phải giải quyết, không thể giải quyết những cái vấn đề mà nhập cư hàng loạt lên tới hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, vân vân. Thì đã có những chuyến bay cưỡng bách hồi hương từ Hoa Kỳ chở những người nhập cư lậu Haiti chẳng hạn như vậy về lại Haiti trong
những cái thời gian, những cái tuần vừa qua thưa quý vị, và cũng đã gây ra những cái tranh cãi rất lớn về cái vấn đề khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền. Thì cuộc gặp gỡ của ông đương kim tổng thống Joe Biden diễn ra khá là thân thiện, và hai bên đã có cuộc trao đổi riêng tư kéo dài 75 phút. Và có thể nói là trong cuộc nói chuyện riêng tư thì ông tổng thống Joe Biden đã hết lời khen ngợi Đức Giáo hoàng Francis là một người gìn giữ hòa bình mà tôi từng biết đến. Thưa quý vị, ngài là một người gìn giữ hòa bình vĩ đại nhất mà tôi từng biết đến. Thì đó là những cái lời khen có cánh của ông đương kim tổng thống Joe Biden đối với ông Đức Giáo hoàng Francis. Thì ông Đức Giáo hoàng Francis cũng lấy làm vui và trả lời báo chí nói rằng là nên cho phép ông tổng thống Joe Biden thứ 46 của Hoa Kỳ được rước lễ công giáo, thưa quý vị, và không có vấn đề gì, không có vấn đề là Thiên Chúa giáo cấm cản ông Joe Biden được rước lễ nhà thờ. Thì đó là những cái câu chuyện liên quan tới việc ông đương kim tổng thống Joe Biden lần thứ 46 của Hoa Kỳ đang có chuyến viếng thăm chính thức đối với Vatican. Và chúng ta thấy trên màn hình thì Vatican cũng đã trải thảm đỏ đón tiếp đương kim tổng thống Hoa Kỳ là một vị thượng khách đặc biệt. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trưởng Thiền đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.